Thí xin chào các tình yêu yoga. Bài chia sẻ hôm nay dành cho những ai đang đau mỏi vai. Hãy xem và tập theo bài này của Thí chậm, nhẹ, theo thể trạng bệnh của mình. Và bây giờ Thí mời mọi người bắt đầu vào buổi tập. Rồi, khi đau mỏi khớp vai mình không tập để lâu ngày nó sẽ tê mỏi và nó sẽ teo một bên tay. Vì khi đau mỏi mình có cảm giác chung là không có muốn cử động nó, vì cử động nó đau nên cứ giữ yên gì làm teo cơ tay, thì bài tập này giúp cải thiện chứng mỏi tê tay và đặc biệt là đau khớp vai. Rồi, hãy ngồi thật thoải mái. Ngồi lưng giữ thẳng thật thoải mái. Rồi mũi tay lên vai nè. Thở ra hạ xuống, khi nâng lên cố gắng nâng cùi chỏ lên. Mũi tay chạm vai. Thở hạ. 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 Mũi tay chạm vai, giữ là đây. Rồi đi tiếp nha. Nâng cùi chỏ lên. Thở ra hạ nha. Nâng cao cùi chỏ lên. Thở hạ. Nâng cao cùi chỏ. Thở. Lên cao. Thở. Lên cao. Thở. Lên cao. Thở, tập theo sức của mình. Nếu mình thấy đau mỏi quá thì không tập nữa, ngưng xuống, thả lỏng ra rồi bữa sau mình tập tiếp nha. Không ráng quá sức, rồi mình tập theo thời gian không còn đau mỏi nữa thì mình mới tập liên hồi. Mình tập hết một bài tập này trong một lần một. Mới đầu thì tập từng tư thế một thôi. Lên, thở. Lên và tiếp tục xoay nè, xoay khớp vai mình nè, xoay mở căng ra phía sau, xoay, quan sát hơi thở, cũng vậy luôn. Xoay 10 lần như vậy, nhưng mới nó đau quá, xoay 2 lần, không xoay nữa, hoặc 3 lần, 5 lần, tùy theo mức độ đau của mỗi người khác nhau. Quan sát hơi thở của mình, thở chậm. Thở. Rồi, xoay 10 đến 20 lần rồi. Xoay đổi chiều lại, nâng cao lên. Mới đầu mình nâng cao lên gì mình sẽ bị đau nha. Mình sẽ nâng vừa. Nâng vừa. Xoay vòng tròn nhẹ vừa. Rồi mình tập lâu rồi mình sẽ cho nó nâng cao mở rộng nè. Đó, mở rộng căng tối đa khớp vai. Mới thì đau mình sẽ xoay nhẹ. Xoay hoạt động nhẹ rồi dần dần tập 5-3 lần, 20 lần bài tập này. Bắt đầu mình mở rộng khớp vai ra thêm nữa. 5 4, thở. 3 2. Rồi giữ nha. Nếu mỏi vai thì mình hạ vai xuống, thả lỏng ra, điều tiết hơi thở. Nếu như không mỏi thì mình đi luôn một lần một luôn. Đi tiếp nha, hai mũi tay đang trên vai này hít lên. Thẳng tay, duỗi thẳng tay lên. Thở ra hạ mũi tay xuống vai lại. Hít lên, thẳng tay lên nè. Thở hạ xuống. Hít lên, thẳng tay. Thở, mớ đầu mình không có thẳng được thì mình thẳng vừa với sức mình nha. Hạ. Rồi mớ đầu mình không có thẳng cái tay được, mớ thẳng nó sẽ đau khớp vai này. Rồi tập lâu rồi mình sẽ vươn thẳng lên nha. Thở. Thẳng lên. Thở. Thẳng lên. Thở. Mớ đầu sẽ nâng lên vậy thôi. Rồi hạ xuống. Nâng lên. Hạ xuống. Rồi tập lâu sẽ thẳng tay. Quan sát hơi thở. 5 4 3 2 và giữ là đây, thẳng tay giữ nè. 5
thở ra, hạ xuống, thả lỏng tay mình ra, mềm tay mình ra. Rồi mình sẽ cầm một sợi dây đó, nếu mình có một sợi dây tập thì tốt quá, nếu như mình không có sợi dây tập này thì mình có thể dùng khăn, rồi khăn tập của mình, rồi độ nắm tay này nắm đầu khăn này, tay kia nắm đầu khăn kia. Cái độ nắm của đầu khăn này là tùy theo mức độ đau nặng đau nhẹ của khớp vai, hoặc là mới tập mình sẽ nắm xa ra, rồi dần dần tập dần khớp vai khỏe mình sẽ đi dần nắm sát lại nha. Rồi nắm giữ lại đây, tùy chỉnh, nâng lên nè, nâng lên, thở ra hạ xuống, đi vừa sức mình, nâng lên, thở hạ cũng vậy luôn. Tay này nắm lấy khăn kéo, tay kia kéo ngược lại căng khớp vai, thở hạ lên, thở hạ lên, thở hạ lên, rồi giữ nha. Rồi kéo nè, kéo tay phải kéo tay trái nè, lên tay trái kéo tay phải căng lên, đổi tay kéo lên, kéo từ 10 đến 20 lần lên căng, kéo lên căng, kéo lên căng, kéo lên căng, kéo căng, kéo. Mới đầu mình đau mình kéo 3 lần đến 5 lần đau thì ngưng lại nha, không tập nữa. Bữa sau mình sẽ đi hết bài. Mấy bữa đầu hãy nương khớp vai mình giữ ở đây, 5 nè, 4 3 2 đổi bên nè, giữ 5 4, tay trái kéo 3 2 giữ nha, lưu ý nè. Rồi mình sẽ co tay phải nè, co tay phải kéo tay trái ra sao, lên, co tay trái kéo tay phải, đổi tay co tay phải, co tay trái dùng tay phải kéo nè, co tay phải, co tay trái, co tay phải, kéo căng cũng vậy luôn, đi 10 đến 20 lần kéo căng, kéo căng và kéo căng, giữ 5, tay trái mình kéo tay phải nè, 4 3 thẳng lưng ưỡn cơ ngực lên, 2 và đổi bên nè, tay phải kéo tay trái, 5 4 3 2 và trả về, đưa hơi vào thở ra, đưa hơi vào thở ra, thở hết hơi ra, thở cho hết hơi ra, quan sát hơi thở. Rồi hai tay dang ngang, tay phải xuống dưới, tay trái lên, siết chặt khớp vai lại, tay ngang đổi tay, tay trái dưới, tay phải lên, xoắn chặt khớp vai mình lại, ngang đổi tay, xoắn chặt khớp vai, ngang đổi tay, siết lại nha, xoắn siết hai tay mình, siết chặt lại, đổi tay, cứ tay phải xuống dưới, đổi tay, tay trái xuống dưới, xoắn nè, lúc này giữ siết chặt lại, đổi tay cũng vậy luôn, siết chặt, siết 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 khớp vai, đổi tay, xoắn siết 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 siết, đổi tay, xoắn siết 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 siết, đổi tay, xoắn. Rồi cũng vậy, tập nhiều lần hơn nữa, tập càng lâu tập nhiều lần tư thế này nữa giúp khớp vai mình khỏe. Rồi lần này giữ nè, tay phải xuống dưới xoắn lại nè, siết chặt, giữ 5 4 siết chặt, 3 2 rồi chậm rãi nâng lên, chậm chậm nâng lên, nâng lên, khi tập lâu rồi mới nâng nha, khi tập lâu khớp vai không còn đau nữa mới nâng lên, mới tập thì không nâng lên. Giữ 5, vừa siết vừa nâng lên, 4, nâng cao, 3, cao hơn nữa, 2, cao hơn nữa,
và thở ra. Thở ra hạ xuống. Hai tay mình đan lại phía sau. Ép chặt khớp vai thả lỏng. Ép chặt khớp vai thả lỏng. Ép chặt khớp vai và đổi tay. Hai tay dang ngang. Tay trái ở dưới, tay phải lên. Siết chặt lại giữ 5. Xoắn chặt tay mình lại 4. Xoắn chặt lại 3. Xoắn chặt 2. Rồi nâng lên nha, nâng chậm nè. Nâng lên cao, 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 cao và ngửa ra sau. Vừa siết vừa nâng giữ 5. 4. Tay đau không nâng nha. 3. Cao nữa 2. Và thở ra. Đưa hơi vào thở ra. Thở ra hạ tay, hai tay mình đan lại phía sau. Ép bả vai, thả lỏng. Ép căng bả vai, thả lỏng. Ép căng bả vai, thả lỏng. Đưa hơi vào thở ra. Thở hết hơi ra. Thở. Rồi đi tiếp nha. Hai tay mình dang ngang nè. Nắm chặt tay lại xoắn nè. Xoắn bắp tay ra sau. Xoắn chặt bắp tay ra sau. Trường tới phía trước nè. Ép người mình xuống. Nâng tay lên. Trả về. Xoắn chặt hai bắp tay ra sau. Xoắn. Ép người xuống. Tay nâng cao. Trả về. Xoắn hai bắp tay. Xoắn chặt hai bắp tay. Ép người xuống. Nâng tay cao. Trả về cũng đi được từ 5 đến 10 lần tư thế xoắn nè. Vừa xoắn rồi phải không? Mình ép tay mình lên. Mình ép cơ thể xuống đi vừa sức mình. Mới đầu đi 1-2 lần đau rồi không tập ngưng lại. Bữa sau mình sẽ tập thêm. Bữa sau mình sẽ tập thêm dần 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 tập hết bài. Nâng cao. Quan sát hơi thở. Đưa hơi vào thở ra. Nâng. Quan sát hơi thở. Trả về. Lần này giữ nè. Xoắn bắp tay mình. Nâng tay lên ép cơ thể xuống giữ 5 4 3 2 và trả về. Thở ra. Đưa hơi vào thở ra. Quan sát hơi thở. Thở ra. Nâng tay phải lên cao. Cao, 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 cao. Co tay phải đặt lên vai trái. Tay trái mình nắm lấy cùi chỏ tay phải. Kéo căng khớp vai 3 lần. Căng. Thả lỏng. Căng. Thả lỏng. Căng. Thả lỏng. Căng và giữ là đây. 5 4 3 2 giữ lại đó. Tay phải mình ra phía trước nè. Dùng tay trái ép bắp tay phải vào càng. Mắt nhìn ngược lại giữ 5 4 3 2 và trả về. Đổi tay. Quan sát hơi thở. Đổi tay mình. Nâng tay trái lên cao. Đặt tay trái ra vai phải. Tay phải nắm lấy cùi chỏ tay trái. Rồi kéo căng khớp vai 3 lần. Căng khớp vai trái. Thả lỏng. Kéo căng khớp vai trái. Thả lỏng. Kéo căng khớp vai trái. Thả lỏng. Lần này kéo căng và giữ. Dùng tay phải kéo căng khớp vai trái mình giữ 5 4 3 2 và trả về. Chậm rãi hạ tay trái tới phía trước. Kéo nè, tay phải mình kéo khớp vai trái vào càng. Mắt nhìn sang trái giữ 5 4 3 2 và trả về. Đưa hơi vào thở ra. Đưa hơi vào thở ra. Rồi thư giãn. Hai tay mình ra phía sau. Đan các ngón tay ép bả vai lại.
ép bả vai lại, căng cơ cổ giữ là đây, năm, kéo căng cơ cổ mình, ép bả vai rồi kéo căng, ép bả vai ra sau, kéo cơ cổ, năm bốn căng, ba hai, tiếp tục hai tay mình lên cao, tập trung nè, kéo khớp vai, căng khớp vai giữ lại đây, năm bốn ba hai, đan tay lại, mở ra, hai tay đan lại, sau gái mở vai giữ lại đây, năm mở nè, bốn, cố gắng mở hai cùi chỏ rộng ra, mở tay mình càng rộng càng tốt, ba hai, và thở ra hạ xuống, xoắn đốt sống lưng mình sang phải giữ lại, năm, xoắn cơ thể mình sang phải siết chặt, bốn ba hai, xoắn sang trái siết chặt cơ thể mình, năm bốn ba hai, và trả về. Bài tập giúp cải thiện đau khớp vai đến đây kết thúc. Cảm ơn bạn đã xem và tập theo. Hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Drop it.